Từ đầu năm đến nay, Hà Kiểm Lâm huyện Đam Rồng luôn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tổ chức truy quét, kịp thời ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng, làm nương rẫy và khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Qua kiểm tra, đã phát hiện và lập hồ sơ 3 vụ vi phạm luật lâm nghiệp. Theo Hạt Kiểm Lâm huyện Đam Rông, trong tháng qua kiểm tra đã phát hiện và lập hồ sơ 3 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó gồm 2 vụ có chủ và 1 vụ vắng chủ, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Về diện tích thiệt hại, 3.600 m2, tăng 3.600 m2 so với cùng kỳ. Về khối lượng lâm sản thiệt hại, 9,693 m3, tăng 9,693 m3, tương ứng tăng 100% về khối lượng lâm sản thiệt hại so với cùng kỳ năm 2022. Xử lý hành chính hai vụ có chủ, phạt 10,5 triệu đồng đối tượng chưa chấp hành luật lâm nghiệp.